chiếc răng của mình nó bắt đầu, mọi người nghĩ là nó nhú lên nhưng mà thực tế không phải, nó đang mọc lệch rồi ạ. Mọc lệch không đủ chỗ thì nó chỉ nhô lên được một phần thôi. Và phần còn lại là gì? Cái phần lợn chùm ấy, nó sẽ tạo ra một cái túi như mình vừa chia sẻ vừa rồi đấy. Nó sẽ dắt thức ăn vào, khi mà mọi người ăn nhai nó sẽ bị viêm nha anh chị nhá. Bị viêm dẫn đến đau nhức khó chịu. Đó, và cách xử lý thì sẽ có hai phương án cho trường hợp này. Đầu tiên mọi người có thể là cắt lợn chùm. Cắt lợn chùm cũng ok, ở nha khoa Victoria cũng xử lý được. Nhưng mà tại vì sao bác sĩ thường khuyên mọi người là không nên, à cũng hẳn là không nên. Trong một vài trường hợp thì sẽ cắt lợn chùm nếu như mọi người có mong muốn đấy. Tuy nhiên thì lời khuyên của bác sĩ thường là sẽ loại bỏ luôn cái chiếc răng này. Bởi vì sao ạ? Khi mà cắt lợn chùm ý, cái nguy cơ nó bị tái lại là sẽ có nhá. Bởi vì nó chưa chấm dứt được triệt để và cái lợi của chúng ta nó vẫn sẽ phát triển. Đó. Còn nhổ răng xong rồi thì sao? Nhổ răng xong rồi thì cái nguy cơ tiềm ẩn đã bị loại bỏ hoàn toàn. Và điều đặc biệt của chiếc răng 8 là nhổ xong mọi người không cần phải trồng lại. Nhá, nhổ xong không cần phải trồng lại bởi vì cái chiếc răng này nó chẳng có chức năng ăn nhai gì hết ấy. Nó là một chiếc răng thừa, cực kỳ thừa luôn. Đó,